Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái món ăn đường phố Việt Nam, đó là bánh tráng nướng Đà Lạt. Cái xe bánh tráng nướng của cái cô này thì không phải là ở Đà Lạt mà là ở bến đò Tân Long thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là cái lò nướng, nếu mà có cái lò nướng này á, mình nướng bánh tráng chắc chắn là nó sẽ rất là ngon, tại vì nó không có bị cháy khét, nó chín từ từ, nó vàng đều, cái bánh tráng á rất là ngon. Đây là các cái nguyên vật liệu, theo mình biết nó là cái hành phi này, rồi ruốc, hành sống, và cái hũ này thì như là hũ ớt, bánh tráng chuối mà bà ấy làm thêm để bán thêm 5.000 một cái. Cái này là khi trộn tất cả nguyên liệu này. Cái thao này là thịt, thì theo mình đoán là cái thịt này nó đã xào rồi, chả bông, tương ớt và một cái loại tương màu trắng kiểu như là mayonnaise. Bánh tráng này theo lúc đầu mình tưởng là bánh tráng nem, tại mình thấy nó giống bánh tráng nem, nhưng mà hỏi thì cô ấy nói là bánh tráng gạo và chỉ mình cô ấy biết chỗ mua thôi, thì mình không có thể tự làm ở nhà được. Cái nguyên vật liệu này thì dễ tìm nhưng mà mình không có thể biết được cái chỗ mua bánh tráng này, tại chắc là cái bánh tráng này là bánh tráng đặc trưng ở Đà Lạt. Mình trộn tất cả các nguyên liệu vào ha. Mình thì không có ăn được hành sống, nhưng mà đặc biệt là khi mà bánh tráng em nướng lên á thì nó rất là thơm, nhưng mình lại ăn được. Đặt hai cái trứng cút vào. Bánh tráng chính xác ở Đà Lạt á thì người ta sử dụng một cái trứng lớn chứ không phải là hai cái trứng cút. Nhưng mà bánh tráng ở đây thì giá rất là hợp lý, là 10.000 một cái. Còn ở Đà Lạt thì có vẻ như là mắc hơn. Tiếp theo là xếp cái bánh tráng này, rồi nướng bánh. Cái hình thức mà một cái gì đó tròn tròn xong rồi xếp các nguyên liệu lên rồi đem nướng hay là đem chiên đó, là nó có rất là nhiều ở trong ẩm thực, mà thường là các cái món này nó ảnh hưởng rất nhiều từ các cái văn hóa ẩm thực của các quốc gia khác nhau. Đây là cận cảnh cái bánh tráng ha. Cái này là do cái máy quay của mình cho nên có thể là cái màu của cái nguyên liệu nó không có được chính xác cho ha. Khách mua rất là đông ha. Mình có nói đùa với cô ấy là tại vì cái khu vực này á, là khách nước ngoài hay đi qua đi lại rất là đông, tại vì người ta đi du lịch á, thì mình có nói cô ấy là khi mà thấy khách du lịch nước ngoài thì hãy với họ lại và giới thiệu với họ rằng là đây là cái món ăn đường phố đặc trưng của Việt Nam, thì chắc chắn là họ sẽ mua bánh tráng cho cô. Nhưng mà cô nói là cô không có biết nói tiếng Anh, với lại là thường là người nước ngoài khi mà vào á, người ta rất là dè dặt, mà người ta nhìn cái món ăn á, thường là người ta đứng người ta nhìn, người ta phải thấy là nó an toàn thực phẩm hay là an toàn vệ sinh thực phẩm hay là ngon như thế nào đó thì người ta mới mua. Cho nên cậu mới nói là thường á, thì thấy người ta hay dòm, chừng nào mà có một người mua cho họ ăn thử á, xong rồi họ cảm thấy ngon thì họ mới bắt đầu mua. Người nước ngoài khi mà vào Việt Nam mình á, họ rất là cẩn thận. Cuối cùng là xịt tương ớt và cái tương màu trắng thì như là mayonnaise. Sau đó là bỏ vào một cái túi giấy thì nhìn rất là lộn. Chỉ có 10.000 một cái thôi. Sao chừng nào có một người nào ăn á, cái lòng nó bếp trước ăn. Còn không ai ăn cái người ta dòm không à. Vậy á, một người nào ăn cái bầu á, thấy ăn ngon bắt trước, còn không thôi cái